Chị có cái bản này tốt quá nhỉ. Rồi, cảm ơn. Chị hay may nhiều cái thằng này không? Nói chung là chị chỉ sửa quần áo cho nên là nó cũng không phải là hẳn là một cái loại đấy. Bởi vì em không phải là... Nói chung là sửa đồ thì nó lung tung ra hàng, nhiều hàng lắm, cho nên là em cứ kiểm tra cái đầu ổ trao rồi vuốt thật sạch sẽ đầu ổ trao đi. Đúng rồi, cứ thùng lạnh là bỏ muối. Rồi, ok. Ở bên dưới nhà là chuyên dạy nghề và mua bán sửa chữa máy, nên là ở trên này mà có các cháu hoặc là bạn bè thì đó có cần mua máy hoặc là cần học nghề thì giới thiệu xuống. Lớp thì cứ nhận học viên thường xuyên, học các ngày trong tuần cả chủ nhật. Lớp dạy nghề riêng ở nhà, được. Học nghề sửa máy may, chuyên về nghề sửa máy may công nghiệp, từ căn bản nâng cao. Thời gian học thì nó không có bị hạn chế đâu, có thể linh hoạt. Học viên thì có thể là tự sắp xếp thời gian của mình được, như là ngày chủ nhật hoặc là những thời gian nghỉ thì đến học, mà cũng không phải là hạn chế 1 tháng hay 2 tháng là phải xong, hoặc là 3 tháng phải xong, để là những mình tranh thủ học thì cứ thành nghề thì thôi. Đấy. Còn nhanh chậm thì phụ thuộc vào khả năng mỗi người. Rồi cứ yên tâm là các cháu mà cứ đến học thì cứ đảm bảo thành nghề thì mới xong là ra. Nói chung là cứ chỗ nào kêu là cứ cho đi là mình kiểm soát. Cho đi anh em cho nó cọ sát, cho nó làm thì sau này nó không có bị bỡ ngỡ nữa. Vâng. Ô, thì có một lần đấy là anh ấy ở cổng với em hay là ấy ạ? Có thằng cháu. À, thế là năm ngoái. Được, năm ngoái. Rồi cứ may 1 lớp, 2 lớp thoải mái. Cứ may đi. Cứ may 1 lớp, 2 lớp, may thoải mái. Như cái này, bản này vẫn là không phải là vải thun đâu, nhưng mà nó 1 lớp thì may hàng nào thì cũng được rồi. Dạ, 1 lớp vải này là vải đã khó rồi. Anh ấy này cho em là, bởi vì là nó chỉ mỗi cái